Anh Tùng có quan tâm đến sức khỏe không ạ? À? Anh Tùng có quan tâm đến tiền không ạ? À? Tiền nó sẽ tự động nhảy. Hỏi buồn cười, tiền mà quan tâm. Xin chào tất cả quý vị, xin mời quý vị cùng đến với một chương trình mới mà bản thân Tùng cũng tham gia lần đầu tiên. Nhưng trước hết xin được phép gửi lời chào cũng như là lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã cùng theo dõi chương trình này. Và chúc mừng tất cả chúng ta đã vượt qua đoạn nghịch cảnh nhất, cam go nhất của đại dịch Covid. Và sau một khoảng thời gian rất là khó khăn thì Tùng tin rằng tất cả chúng ta đều mong muốn tìm cách nào đó để đầu tư và giúp cho cuộc sống ấm no hơn, mừng sáng hơn. Và đây là một chương trình như thế. Nơi này sẽ có rất nhiều những thông tin hot nhất về những dự án bất động sản được quan tâm nhiều nhất dành tặng cho tất cả quý vị. Và xin mời quý vị cùng đến với chương trình chuyên về tư vấn đầu tư bất động sản. Đây là số đầu tiên và tôi là Tùng Leo. Và ngày hôm nay thì cho phép Tùng được đến với quý vị ở số đầu tiên khi chúng ta cùng nói về một trong những dự án mới đang được quan tâm nhất hiện nay, đô thị Aqua City. Và người đầu tiên cùng đến với chúng ta trong số đầu tiên này, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng gặp gỡ anh Huỳnh Ngọc Huân, là giám đốc kinh doanh của dự án Aqua City. Xin chào tất cả các quý vị khán giả và xin chào anh Tùng. Hôm nay thì rất hân hạnh được ngồi đây để tiếp chuyện với anh Tùng về cái dự án Aqua City. Tôi hy vọng là trong ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ thứ nhất trò chuyện thật là vui để mà cùng nhau có những cái thông tin mới về Aqua City, đúng không ạ? Và thứ hai là bạn nói mà hay quá là sẽ có những người đang theo dõi chương trình này ngay lập tức sẽ đầu tư vào dự án mà bạn đang hoạt động. Khi mà mình nói về Aqua City, mình sẽ nhắc tới một cái cụm từ mới biết, đó chính là đô thị vệ tinh. Yeah. Và khi mà nói đến vệ tinh thì có nghĩa là nói tới những cái bất động sản nằm ở những cái tỉnh như là Long An nè, rồi Bình Dương, Đồng Nai vân vân. Yeah. Vậy tại sao lần này phía chúng ta lại quyết định là trong cái dự án bất động sản vệ tinh đầu tiên lại là Đồng Nai? Đồng Nai là một trong những tỉnh mà có cái gọi là diện tích lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ. Thứ hai là nếu như anh Tùng đã từng biết, sân bay quốc tế Long Thành là sân bay lớn nhất Việt Nam thì tọa lạc ở Đồng Nai. Thứ ba là câu chuyện là thành phố Biên Hòa là một trong những thành phố trực thuộc tỉnh mà có mật độ dân số lớn nhất Việt Nam tới thời điểm này. Đô thị vệ tinh là cái mục đích nhằm để làm gì? Để giảm cái mật độ dân số ở khu vực trung tâm. Khi mà phân tích tất cả những cái tỉnh thành mà nãy giờ mình đang liệt kê thì Đồng Nai đang là một trong những tỉnh thành chiếm ưu thế nhất. Quỹ đất ở Đồng Nai hiện tại còn đủ lớn để phát triển những khu đô thị vệ tinh quy mô lên đến gần 1.000 hectare. Nghe rất là hợp lý. Đối với cái sự hợp lý đó thì tôi cũng đành phải nói thật rằng là tôi vẫn cảm thấy là chưa thuyết phục mình. Cho nên nếu mà ngày hôm nay với cái vị trí là thuyết phục một người bạn mới, một khách hàng mới đầu tư vào trong cái dự án ở một cái đô thị vệ tinh, yeah, thì anh sẽ nói gì với tôi? Anh Tùng có quan tâm đến sức khỏe không ạ? Quả tình là mùa Covid đã làm cho tôi và rất nhiều người ở đây chúng ta quan tâm nhiều hơn đến hơi thở của mình mỗi ngày, quan tâm nhiều hơn đến môi trường, cái chất lượng mà mỗi một ngày mình đi ra mình sống và mình gặp gỡ mọi người như thế nào. Thì cái áp lực về dân số ở cái khu vực trung tâm á, nó là một gánh nặng. Cư dân ở thành thị hiện tại đang tăng lên theo cấp số nhân. Nhưng mà để một cái chất lượng sống, đó là điều quan trọng nhất. Nghĩa là cái định hướng là mình sẽ có bất động sản đô thị vệ tinh và đặc biệt là đô thị sinh thái Aqua City. Thì cái tên sinh thái nó đã thể hiện được điều đó. Thứ nhất là cây xanh, nó thể hiện thứ hai là qua mặt nước, sở hữu 32 km đường sông. Thì mình sẽ có là mặt tiền của sông Đồng Nai nè, mặt tiền của sông Trong nè và sông Buông, hơn 200 hectare để mình sẽ có những cái công viên cây xanh, tạo được cái chất lượng không khí tốt hơn tại khu đô thị Aqua City. Để tôi xem về mặt cuộc sống của tôi còn gì mà tôi còn nghi ngờ không ha? À, tôi nghĩ rằng sẽ khó có một cái nơi nào nó có đầy đủ tiện ích giống như thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Cho nên nếu như bây giờ tự nhiên cái khi không khi rồi mà tôi quyết định tôi đi ra xa ở như là ở Đồng Nai, thì không lẽ mỗi lần mà tôi muốn mua sắm hoặc là muốn làm một cái điều gì đó nó liên quan đến cái cuộc sống mà sầm uất á, thì tôi lại phải đi ngược trở lại thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện những điều đó, xong rồi tôi lại đi ra Đồng Nai để tôi ở, thì tôi cảm thấy là cuộc đời tôi chắc vòng vo là cứ đi tới đi lui. Đối với Aqua City thì sẽ có rất là nhiều tiện ích mà anh có thể là trải nghiệm tại dự án luôn, chứ tại không cần phải đi đâu xa cả. Thì ở Aqua City mình sẽ có là trường học nè, Aqua Mall nè là trung tâm mua sắm, Aqua Sport Complex với bến du thuyền đẳng cấp 5 sao. Rồi mình sẽ có một cái sân vận động trong nhà với sức chứa là 11.000 chỗ ngồi. Nơi đây sắp tới sẽ có những cái show diễn, sẽ có những show ca nhạc đẳng cấp quốc tế. Và đặc biệt là từ đây thì anh muốn giải quyết vấn đề, giải quyết công việc ở trung tâm
thì anh vẫn có thể di chuyển chỉ mất 15 phút thôi. Bây giờ cái yếu tố xa và gần nó không còn là vấn đề quan trọng nữa, mà cái yếu tố nhanh và chậm mới là yếu tố quyết định. Cho nên là 15 phút thì nó không phải là một cái khoảng thời gian quá lớn. Dạ, nhưng mà tiện ích thì ngay tại cửa hết. Tôi nghĩ rằng là tất cả những điều này cũng khiến cho bất cứ ai quan tâm đến bất động sản sẽ phải tò mò nhiều hơn về Aqua City. Nhưng mà đã lỡ đóng vai một khách hàng có tính thì tôi phải khó tính tới cùng. Dạ. Tôi nghĩ là tất cả những thông tin của anh thì nghe thì cũng thường thôi. Cho nên là chắc tôi cũng sẽ không rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh đâu. Thì Hùng cũng không có cái ý định là sẽ mời anh Tùng rời khỏi Sài Gòn. Nhưng mà Hùng xin phép được hỏi anh Tùng một câu, anh Tùng có quan tâm đến tiền không ạ? Anh hỏi buồn cười, tiền mà không quan tâm. Dạ, anh Tùng có quan tâm đến cái tiền nó sẽ tự động nhảy? Quan tâm chứ. Ở tại thành phố Biên Hòa, hiện tại giá đất đang đâu đó rơi vào từ 60 đến 80 triệu một mét. Aqua City tọa lạc tại xã Long Hưng thuộc thành phố Biên Hòa. Và đây là khu mới ở Biên Hòa. Giá hiện tại em đang bán là chỉ có 31, 32 triệu mét đất thôi. Anh đang mua của năm nay, giá chỉ là một nửa của Biên Hòa. Thì anh thử là Biên Hòa ngưng luôn, không có tăng giá nữa. Chứ gì anh chỉ cần 3 năm nữa anh chỉ bán bằng giá Biên Hòa thời điểm hiện tại thôi. Thì anh đã lời gấp đôi rồi. Ừ ha. Ủa kỳ ta, sao tự nhiên cái bỏ tiền cái chưa gì hết lời gấp đôi ta ha. Nhưng tiếp mà không, nhưng mà không phải bỏ một lần. Mà anh sẽ thanh toán tiền trong vòng 3 năm. Hoặc có những cái chương trình bán hàng của em thanh toán trong vòng 6 năm. Nhưng mà 3 năm là nhận nhà rồi. Là sau khi nhận nhà xong vẫn có thể trả tiền tiếp. Vẫn có thể trả tiền tiếp. Thưa quý vị, những thông tin cụ thể hơn thì tôi nghĩ là tôi sẽ nói chuyện riêng với Huân để quý vị phải chậm hơn tôi một bước, đúng không ạ? Đùa thế thôi. Cuộc trò chuyện đầu tiên trong chương trình tư vấn về đầu tư bất động sản ngày hôm nay với giám đốc kinh doanh Huỳnh Ngọc Huân ở mức độ để chúng ta làm quen dần với Aqua City, một đô thị sinh thái thông minh ở phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi tin rằng ở những số tiếp theo, với những thắc mắc tiếp theo của quý vị thì chúng ta cũng sẽ có thêm những vị khách mời mới để cùng chia sẻ. Và điều mà tôi nghĩ rằng phải nói liền đó chính là xin lỗi Huân, nãy giờ anh chỉ đóng vai một người khó tính để trò chuyện với Huân mà thôi. Chứ thật lòng thì Aqua City chính là một trong những dự án trong mơ của tôi và những người bạn bè của mình. Đó là ước mơ của tôi, còn của các bạn như thế nào? Đừng bao giờ quên theo dõi tiếp theo những số của chương trình, đặt những câu hỏi liên quan tới hotline mà chúng tôi đưa ra và gặp gỡ những nhân vật tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.